Hiểu đúng về năng lượng, calo trong dinh dưỡng sẽ giúp bạn có một chế độ ăn phù hợp cho mục tiêu giảm cân, tăng cân hay là tăng cơ. Một số câu hỏi được đặt ra mà các bạn rất hay hiểu nhầm đó là năng lượng là calo hay kilocalo thì mới đúng. Nhu cầu năng lượng một ngày cho một người bao nhiêu là đủ cho mục tiêu? Hãy xem video này để hiểu hơn về calo, giảm cân và giữ dáng cùng với bác sĩ Ninh nhé. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía dưới ngay để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về sức khỏe và làm đẹp. Ok, đầu tiên chúng ta hãy xem khái niệm về giảm cân và năng lượng như thế nào nhá. Theo vật lý học thì cái mà làm cho 1 gram nước cất nóng lên thêm 1 độ C được gọi là năng lượng nhiệt và nó bằng 1 calo. Đấy chính là năng lượng. Các bạn cũng đã từng nghe là năng lượng từ mặt trời, năng lượng của gió, của nước hay năng lượng chuyển hóa cơ bản trong cơ thể. Vẫn là hơi khó hiểu đúng không nào? Chúng ta hãy cùng đến một ví dụ khác dễ hiểu hơn. Một chiếc xe máy cần phải đủ xăng. Sau khi đổ xăng thì phải khởi động và xăng được đốt trong buồng nhiên liệu. Nó sẽ tạo ra năng lượng để thúc đẩy bánh xe di chuyển. Cơ thể chúng ta cũng vậy. Cơ thể con người cần phải nạp năng lượng từ thức ăn, các chất dinh dưỡng. Sau khi ăn, hệ tiêu hóa sẽ tiêu hóa thức ăn và tại các tế bào nó sẽ hấp thụ cũng như tiêu hóa chất dinh dưỡng để tạo thành năng lượng cung cấp ngược lại cho tế bào và cơ thể hoạt động. Chúng ta cần nạp năng lượng để hoạt động giống như cái xe máy có thể để lăn bánh đúng không ạ? Vậy thì tóm lại là năng lượng nó là một cái gì đó không nhìn thấy, không sờ thấy nhưng có thể ước lượng và đong đếm được. Và calo hay là kilocalo chính là đơn vị đo đếm của năng lượng. Trong một số lĩnh vực khác thì người ta dùng đơn vị là joule, còn cơ thể người, người ta dùng đơn vị là kilocalo. Và 1 kilocalo thì bằng 1.000 calo. Bởi vì calo rất nhỏ nên người ta thường dùng đơn vị là kilocalo thay thế. Các bạn đã hiểu rõ hơn về năng lượng hay là kilocalo rồi đúng không nào? Tiếp theo chúng ta cần tìm hiểu xem nhu cầu năng lượng cho một ngày của một người là bao nhiêu để phù hợp cho giảm cân hay là tăng cân. Chúng ta cùng lấy một ví dụ nho nhỏ. Nếu một chiếc xe máy chúng ta đổ cho nó 1 lít xăng và người lái xe sẽ phải chạy hết 1 lít xăng này. Nếu người lái xe chạy chậm thì có thể đi được tối đa 80 km. Nếu chạy nhanh tối đa thì có thể đi được 60 km. Còn nếu chạy với tốc độ trung bình thì chỉ cần đi hết 50 km thì xe vẫn còn lại 0,3 lít Nope. xăng. Tức là tùy thuộc vào nhu cầu đầu ra của người lái xe mong muốn. Anh ấy muốn đi xa hay là muốn đi nhanh thì anh ấy sẽ tính nhu cầu năng lượng đầu vào của lượng xăng được đổ cho phù hợp. Đối với con người cũng vậy, mỗi người thì có một công việc khác nhau, một thói quen vận động khác nhau nên nhu cầu năng lượng đầu vào để phù hợp với năng lượng đầu ra cũng sẽ khác nhau. Cân bằng năng lượng là việc rất quan trọng để duy trì sức khỏe. Ở đây chỉ việc chúng ta cần phải cung cấp năng lượng đầu vào qua thức ăn tương xứng với lượng năng lượng chúng ta tổng tiêu hao trong một ngày. Và tùy thuộc vào từng mục tiêu, nếu bạn muốn giảm cân hiệu quả thì bắt buộc năng lượng đầu vào sẽ chênh lệch thấp hơn so với năng lượng đầu ra bằng 2 cách. Một là bạn hãy duy trì liên tục giảm lượng ăn vào, hoặc là bạn duy trì liên tục tăng lượng tiêu hao thêm, hoặc là cách thứ ba tối ưu nhất, bạn hãy kết hợp cả 2 cách này lại, chắc chắn bạn sẽ giảm cân hiệu quả và an toàn. Video này chúng ta hiểu rằng năng lượng được đếm bằng calo và mỗi người có một hoàn cảnh, một nhu cầu năng lượng khác nhau thì cần điều chỉnh năng lượng làm sao cho phù hợp của mỗi người. Trong các video tiếp theo, bác sĩ sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta có thể xác định được cụ thể chúng ta cần chênh lệch năng lượng bao nhiêu, cần thay đổi năng lượng đầu vào hay đầu ra như thế nào để có thể đạt được mục tiêu giảm cân hay là tăng cân nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo lên để bạn sẽ nhận được những video tiếp theo sớm nhất mỗi khi bác sĩ có video mới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ.